17 tuổi, tao bắt được một con ve, tao gỡ đã có cả mùa hè trong tay. Ồn không? Hả? Ồn không? Ồn. Đâu nhất thiết là phải giống người này, người nọ. Xin chào toàn thể đồng bào cả nước. Quý vị lại được gặp cái mặt mốc của tôi rồi. Ê, hey, hello, hello bạn yêu. Tử tế đối với bản thân. Mình là của mình giống họ thì mình là cái gì nữa. À, hôm nay ở đây có nắng, có thục lũng, có cây, có chim, có chó, có nồi cơm ở trên bếp và có một cô gái đang toàn tan ở trong nhà. Mấy con chó này chỉ cần giục xuống một cái gì đó là nó chạy lại. Coi nè. Đéo còn biết cái gì luôn.